Phê duyệt ngân sách năm 2014. Em tên Huỳnh Thị Trang, đến từ trường trung học cơ sở Tân Quang. Đến với hội thi hôm nay, em xin kể câu chuyện cuộc gặp gỡ cảm động của bác Hồ và chị gái sau 40 năm xa cách. Câu chuyện thật cảm động và cũng là bài học sâu sắc cho tất cả chúng ta. Được bác Vũ Kỳ, người thư ký cận kề với bác trong những năm tháng ấy, chứng kiến và kể lại. Vào ngày 27 tháng 10 năm 1946, ở cuộc bà ăn mặc giản dị, đầu đội nón lá, tay sách vở trong rất quê mùa tiến vào bốn gác của phủ chủ tịch. Ai lính gác vừa hỏi: thưa cụ gặp ai? À, cụ nhắc nhở trả lời bằng giọng nói xứ nghệ: chào chú, cho tôi gặp ông chủ tịch. Ai lính gác nhìn bà lúng túng: nhưng thưa cụ là ai để chú vào báo cáo với bác? Bà cụ vui vẻ đáp: chú vào báo với bác là có chị Thanh ở quê ra thăm. Hôm nay cháu mới có dịp được gặp.
Yeah.